Nga đánh chặn gần 300 UAV Ukraine cao kỷ lục chỉ trong một ngày Nga đẩy mạnh tấn công bất chấp tổn thất, quan chức EU cảnh báo thất bại với Ukraine Quan chức EU lo ngại chiến tranh cường độ cao ở châu Âu, nghi ngờ về chiếc ô an ninh của Mỹ Cuộc rút quân đáng kinh ngạc của Israel ở Gaza, áp lực từ Mỹ hay sự thay đổi chiến lược? so sánh sức mạnh quân sự Iran và Israel. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một báo cáo chiến trường mới đây rằng các hệ thống phòng không Nga đã bắn rơi 291 máy bay không người lái UAV, 3 bom dẫn đường Hammer và 4 quả đạn HIMARS. Cơ quan này không đề cập thông tin về tổng số lượng UAV mà Ukraine phóng chủng loại cũng như vị trí các phi cơ này bị bắn rơi. Đây là số lượng UAV Ukraine lớn nhất mà Nga tuyên bố bắn hạ trong một ngày kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, tư lệnh không quân Mykola Oleschuk cho biết phòng không Ukraine vừa qua đã hạ toàn bộ 20 UAV dạng xa hết do Nga phóng vào lãnh thổ nước này dạng sáng hôm 9 tháng 4, xong để lọt 4 tên lửa S-300 của đối phương quan chức Ukraine không công bố thiệt hại của Kiev sau loạt vụ tập kích. Nga và Ukraine gần đây tiến hành nhiều cuộc tập kích tầm xa quy mô lớn vào lãnh thổ của nhau. Quân đội Ukraine đã tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga bằng UAV tầm xa sản xuất trong nước, chủ yếu nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở vũ khí, buộc đối phương phải tuyên bố tăng cường nỗ lực phòng không ở những khu vực này. Theo Guardian, một số cơ quan của Ukraine tuyên bố họ không có lựa chọn nào khác ngoài kế hoạch này do tiến độ trên chiến trường không đạt kỳ vọng. Đến nay, phương Tây tiếp tục chia rẽ về việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga và việc liệu các đồng minh có đưa quân đến hỗ trợ Ukraine hay không. Trong khi một số nước cho rằng Kiev có quyền tập kích vào lãnh thổ Nga để tự vệ, số khác cảnh báo hành động đó có thể khiến xung đột gia tăng căng thẳng, vượt ra ngoài biên giới Ukraine. Vào tháng 3 năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói với hãng tin Reuters rằng bà tin là phương Tây đang đi bên bờ vực thẳm và đẩy thế giới đến bờ vực thẳm với những hành động của họ đối với Ukraine. Bà Zakharova cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và mở rộng về mặt địa lý do những hành động thiếu cân nhắc của một hoặc hai quốc gia thành viên trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời khuyên phương Tây từ bỏ ý định đánh bại Nga về mặt chiến lược. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên sáu mặt trận, chủ yếu là ở Novopavlovka và Bakhmut đồng thời triển khai máy bay để hỗ trợ các cuộc tấn công trên một số mặt trận. Tổng cộng, quân đội Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công tên lửa và 97 cuộc không kích, đồng thời triển khai hệ thống phóng loạt để tiến hành 92 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine. Đơn vị biệt kích của lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã sử dụng máy bay không người lái scat 350 m do tập đoàn Kalashnikov sản xuất để định vị và chỉ đạo một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở nhiên liệu của Ukraine. Trích thông báo từ Kalashnikov cho biết, với máy bay Skad 350 m đơn vị biệt kích của lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã phát hiện một kho nhiên liệu và dầu nhờn của Ukraine, sau đó gửi tọa độ tới chỉ huy. Kết quả là lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phá hủy cơ sở nhiên liệu của đối phương. Đoạn video được đăng tải trên kênh Telegram của tập đoàn Kalashnikov cho thấy máy bay không người lái phát hiện một đoàn tàu đang chở nhiên liệu, phương tiện tiếp nhiên liệu và một khẩu phá ngụy trang của Ukraine. Sau khi phát hiện mục tiêu, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào đoàn tàu. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chiến đấu hết mình để thu hồi toàn bộ lãnh thổ mà Nga kiểm soát từ năm 2014, trong đó có bán đảo Crimea. Song nỗ lực giành lại lãnh thổ phía đông và nam chiếm khoảng 20% diện tích đất nước đang ngày càng mờ mịt. Đàm phán chấm dứt xung đột với Tổng thống Nga Putin là điều mà ông Zelensky kịch liệt bác bỏ nếu lực lượng Nga còn hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Công chúng Ukraine cũng không chấp nhận để mất lãnh thổ trong khi ông Putin dường như không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều gì ngoài việc Kiev chấp nhận các yêu cầu của Moscow. Tình hình hiện tại rất bế tắc. Một lệnh ngừng bắn dường như cũng không phải điều người Ukraine có thể chấp nhận, bởi họ tin điều này chỉ giúp Nga có thêm thời gian củng cố lực lượng cho đợt tấn công tiếp theo. Bên cạnh đó, sự ủng hộ từ phương Tây với Ukraine cũng đang suy giảm. Hỗ trợ từ Mỹ đã đình trệ suốt nhiều tháng qua. Theo một nhà ngoại giao phương Tây ở Kiev, khó khăn lớn nhất với ông Zelensky là kiềm chế kỳ vọng của chính đất nước mình sự ủng hộ dành cho ông vẫn ở mức cao, nhưng sau 2 năm xung đột với thương vong nặng nề, tính đoàn kết đang dạn nứt. Sự bi quan về cơ hội chiến thắng của Ukraine trên chiến trường chính vì vậy đã gia tăng trong những tháng gần đây. Ukraine đang phải dựa vào nguồn viện trợ vũ khí quan trọng từ các nước phương Tây để chiến đấu, nhưng chúng đang ngày càng khan hiếm. Chính phủ Ukraine cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự khi yêu cầu tuyển thêm quân khiến xã hội chia rẽ. Một đại sứ phương Tây cho hay, nếu Ukraine năm nay phải đối mặt các cuộc tấn công của Nga trong bối cảnh thiếu hỗ trợ, họ sẽ hứng chịu thương vong nặng nề và mất thêm lãnh thổ. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nhiều tháng qua đã thúc giục Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Nhưng nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối và yêu cầu các nỗ lực tăng cường an ninh ở biên giới Mỹ-Mexico. Nữ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marjorie Taylor đã nhiều lần chỉ trích các gói viện trợ do chính phủ Đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden gửi tới Ukraine trong thời gian qua. Trong bài phát biểu mới đây, bà cũng cho biết một số đồng nghiệp của bà, các nghị sĩ Mỹ ở Quốc hội muốn đưa lực lượng tới Ukraine để đối phó với quân đội Nga. Tuy nhiên, bà không nói chi tiết hơn về điều này, ví dụ như ai đã nói và cuộc thảo luận ở mức độ nào. Nữ nghị sĩ khẳng định bà muốn hòa bình cho Ukraine, nhưng cho rằng Mỹ không nên viện trợ thêm cho Ukraine. Bà nhận định Ukraine đang mất đi một thế hệ thanh niên trong cuộc xung đột với Nga. Viện trợ của Mỹ rất quan trọng với Ukraine, nhất là trong tình hình lực lượng quân đội của nước này đang thiếu trầm trọng đạn dược để phục vụ tiến tuyến chống lại những cuộc tấn công dữ dội của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này đã trở thành con tin trong quá trình chờ quốc hội Mỹ bỏ phiếu về khoản viện trợ cho Kiev, đồng thời đánh tiếng sẵn sàng chấp nhận viện trợ dưới dạng cho vay. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, cuộc xung đột của Nga với Ukraine giờ đã trở thành một vấn đề chính trị nội bộ ở Mỹ. Mặc dù đây là vấn đề thuộc về an ninh thế giới, tôi không hiểu cách tiếp cận nửa vời này. Dù vậy, ông Zelensky vẫn tin quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ông Zelensky cũng bắn tín hiệu Kiev sẽ chấp nhận hỗ trợ từ Mỹ dưới hình thức cho vay. Ông kể rằng một thượng nghị sĩ Mỹ gần đây đã đến Ukraine và đặt vấn đề liệu nước này có đồng ý với một khoản vay hay không. Cụ thể, vị thượng nghị sĩ này đã hỏi lựa chọn của Ukraine trong trường hợp hoặc số tiền là một khoản vay hoặc Ukraine sẽ không nhận được số tiền đó. Theo ông Zelensky, thực tế nếu Ukraine được cho vay tất cả mọi thứ ngay hôm nay hoặc sẽ nhận được miễn phí sau một năm, chúng tôi sẽ chọn hôm nay. Chúng tôi chỉ có một lựa chọn, đó là sống sót và giành chiến thắng. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện điều này theo nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là càng sớm càng tốt. Theo đài Russia Today, Tổng thống Ukraine đang đề cập đến Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa người đã tới Kiev vào tháng trước để thúc đẩy ý tưởng cho vay, điều được đề cập lần đầu tiên bởi ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Sau đó, trang Politico đưa tin Kiev sẵn sàng xem xét đề xuất này, nhưng một số quan chức Ukraine lại thấy đề xuất có phần xúc phạm. Cách đây không lâu, vào dịp 75 năm thành lập NATO, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tình trạng hiện tại trong quan hệ giữa Nga và NATO có thể được mô tả là đối đầu trực tiếp. Theo ông, Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là lực lượng gây bất ổn ở châu Âu hơn là đảm bảo an ninh cho lục địa này. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, NATO đã cung cấp cho Kiev hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và vũ khí, cũng như chia sẻ thông tin tình báo và giúp huấn luyện quân đội Ukraine. Ông Petkov nói, bản thân khối này đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. NATO tiếp tục tiến về phía biên giới của chúng tôi, mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự về phía biên giới của chúng tôi. Trên thực tế, mối quan hệ giữa Nga và NATO hiện đã tới mức đối đầu trực tiếp ông nhấn mạnh nato được thành lập như một công cụ đối đầu của mỹ ở châu âu gần đây đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của eu joseph borrell cũng cảnh báo kịch bản một cuộc xung đột quân sự toàn diện ở châu âu có nhiều khả năng xảy ra do căng thẳng với nga phát biểu tại một cuộc họp ở bỉ ông borrell nói rằng khả năng xảy ra một cuộc xung đột thông thường cường độ cao ở châu âu không còn là điều viển vông và eu phải làm mọi cách để tránh kịch bản đó ông nói thêm rằng mặc dù nato là không thể thay thế nhưng châu Âu nên bắt đầu xây dựng cột trụ của riêng mình trong liên minh do Mỹ lãnh đạo. Hơn 50 năm Mỹ từng trấn an đồng minh châu Âu trước mối đe dọa hạt nhân từ Nga, nhưng Tổng thống Pháp Charles de Gaulle khi đó đã tỏ ra nghi ngờ về quyết tâm bảo vệ châu Âu của Washington. Giờ đây, sự hoài nghi về chiếc ô hạt nhân của Mỹ lại được đặt ra. Theo ông Borel, mặc dù xung đột quân sự ở châu Âu chưa thể xảy ra vào ngày mai, nhưng người dân ở lục địa này nên hiểu rằng chiếc ô an ninh của Mỹ từng bảo vệ trong chiến tranh lạnh và sau đó giờ đây có thể không phải lúc nào cũng mở liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn lòng làm mọi cách để bảo vệ một đồng minh xa xôi hay không liệu một tổng thống mỹ đặc biệt nếu là ông donald trump có sẵn sàng mạo hiểm chiến tranh hạt nhân vì helsinki Tallinn hay vassava nếu không liệu hai cường quốc hạt nhân của châu âu pháp và anh có đủ khả năng gian đe của riêng họ để bảo vệ các thành viên nato và liên minh châu âu hay không mặc dù pháp chưa chính thức đề nghị mở rộng chiếc ô hạt nhân của mình hiện đang dành riêng để bảo vệ các lợi ích sống còn của đất nước nhưng tổng thống emmanuel macron đã tuyên bố rằng những lợi ích này mang một khía cạnh châu Âu. Tháng trước, ông mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là mang tính sống còn đối với châu Âu và Pháp. Trong cuộc gặp hồi tháng 2 với những người đồng cấp Đức và Ba Lan, Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejone đã kêu gọi các đồng minh châu Âu xây dựng kế hoạch dự phòng trước sự nổi lên của chủ nghĩa biệt lập trong nền chính trị Mỹ. Khi nỗi lo sợ ngày càng tăng ở châu Âu, các cuộc thảo luận về đảm bảo khả năng dân đe hạt nhân mà không phải phụ thuộc vào chiếc ô của Mỹ cũng trở nên sôi nổi hơn. Mặt khác, nhiều chiến lược gia cũng tin rằng dù ông Trump tái đắc cử vào tháng 11, Tổng thống mới của Mỹ sẽ khó có khả năng rút lực lượng gian đe hạt nhân ở châu Âu, bởi nó sẽ làm suy yếu sức mạnh của Mỹ trên thế giới. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Đại sứ quán Nga ở Thụy Sĩ cho biết nước này đã không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại thành phố Lucerne, Thụy Sĩ vào ngày 16 và 17 tháng 6 tới. Cũng trong thông báo trên, phía Moscow tuyên bố sẽ không tham gia vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ. Người phát ngôn đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ, Vladimir Kolob, nói với đài CNBC, phía Thụy Sĩ đã không gửi lời mời Nga tham dự hội nghị. Ngay cả khi chúng tôi nhận được lời mời tham dự một sự kiện như vậy, phía Moscow cũng sẽ không tham gia. Ông Kolob nói thêm, ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình do ban tổ chức công bố là không phù hợp với quan điểm của chúng tôi. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ sắp tới có thể sẽ quy tụ từ 80 đến 100 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Cũng trong diễn biến liên quan, phát biểu tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Trung Quốc vương nghị ngày 9 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, Nga và Trung Quốc đồng ý với nhau rằng bất kỳ cuộc họp nào về tình hình Ukraine mà không xét tới lợi ích của Nga sẽ đều vô giá trị. Phía Nga đã từng nói rằng những buổi hội nghị thảo luận về vấn đề Nga-Ukraine nhưng không mời Nga tham gia đều sẽ thất bại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo của các nước đồng minh dự kiến sẽ thảo luận về phương án giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đồng thời, hội nghị có thể sẽ bao gồm công thức hòa bình 10 điểm của ông Zelensky. Ngoại trưởng Larose lập luận rằng kế hoạch hòa bình của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt xung đột với Moscow là không thực tế và không thể làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Được trình bày lần đầu tiên vào mùa thu năm 2022, công thức hòa bình 10 điểm của ông Zelensky kêu gọi Nga rút binh sĩ hoàn toàn và vô điều kiện khỏi tất cả các vùng lãnh thổ trong biên giới năm 1991 của Ukraine. Công thức cũng buộc Moscow phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường, đồng thời bao gồm các điều khoản về lương thực, an toàn hạt nhân, năng lượng, sinh thái và các vấn đề nhân đạo. Ông Lavrov cũng mô tả công thức hòa bình của ông Zelensky là một tối hậu thư hoàn toàn trống rỗng và xa rời thực tế. Tuần trước, ông Lavrov ca ngợi sáng kiến hòa bình 12 điểm do Trung Quốc đề xuất vào tháng 2 năm 2023 là rõ ràng và khả thi nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nói rằng sáng kiến này dựa trên phân tích lý do dẫn đến các sự kiện hiện tại và tìm cách loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của nó. Kế hoạch kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia. Telegraph tuần này dẫn lời nhiều binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến nói rằng vị trí của họ gần đây thường xuyên bị phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ, drone, thả lựu đạn hơi cay. Ihor, chỉ huy đơn vị trinh sát Ukraine gần thành trì Chachovya cho biết, gần như mọi vị trí trong khu vực mặt trận của chúng tôi đều bị đối phương thả một hoặc hai quả lựu đạn hơi cay mỗi ngày. Ihor nói, do chúng tôi đào sâu bám trụ, đối phương không thể tấn công bằng pháo hoặc drone mang bộc phá. Cách duy nhất để Nga tập kích thành công chúng tôi là dùng hơi cay. Ihor cho biết, dù không gây chết người hay lập tức làm mất khả năng chiến đấu, các vụ tập kích kiểu này thường gây hoảng loạn. Binh sĩ Ukraine theo bản năng sẽ bỏ chạy rồi bị tấn công bằng vũ khí thông thường. Mikhail, chỉ huy đơn vị bộ binh đang bám trụ tại làng Rabotino thuộc tỉnh Zaporizhia cho biết, mặt nạ phòng độc cứu mạng chúng tôi. Các binh sĩ tại đây được yêu cầu luôn mang theo mặt nạ. Trung úy Slava thuộc đơn vị triển khai gần Liman, tỉnh Donetsk, cũng cho biết một số đơn vị Ukraine trong khu vực này hứng chịu các đợt tấn công bằng hơi cay gần như mỗi ngày. Tài liệu huấn luyện của Ukraine yêu cầu các binh sĩ ở yên tại chỗ và chịu đựng trong vài phút đầu tiên khi tiếp xúc với hơi cay thay vì bỏ vị trí chiến đấu. Tài liệu viết rằng tác dụng của hơi cay sẽ yếu đi sau vài phút. Tuy nhiên, vấn đề phức tạp nằm ở chỗ, không phải lúc nào binh sĩ Ukraine cũng có thiết bị bảo hộ, thậm chí nếu có thì loại vật tư này có chất lượng rất kém. Y Ho nói, chúng tôi có mặt nạ phòng độc, nhưng phần lớn là những mẫu từ thời Liên Xô và không hiệu quả lắm. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, lực lượng Nga đang sử dụng lựu đạn K-51 chứa khí CS, một loại hơi cay dùng để kiểm soát bạo loạn. Hơi cay là một chất hóa học dễ cháy, có thể gây kích ứng nghiêm trọng cho mắt, đường hô hấp và da. Ở nồng độ đặc biệt cao, có thể gây thương tích vĩnh viễn và tử vong. Sử dụng hơi cay và các chất kiểm soát bạo loạn khác làm phương pháp trong các cuộc xung đột là vi phạm công ước về vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc. Hồi tháng 12 năm 2023, trong thông báo trên Telegram Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 810 của hạm đội Biển Đen của Nga đề cập về sự thay đổi căn bản trong chiến thuật, bao gồm việc thả lựu đạn K-51 từ máy bay không người lái, drone, xuống vị trí của lực lượng Ukraine. Lữ đoàn này cũng công bố hình ảnh drone thả lựu đạn xuống, sau đó là khói bốc lên tại các mục tiêu ở thị trấn Karinki, nằm tại bờ phía đông sông Donetsk. Tháng 8 năm 2023, trang defenseua.com dẫn lời chỉ huy nhóm binh sĩ tác chiến chiến lược Tavria của Ukraine Ông Oleksandr Tanavsky cũng cáo buộc quân đội Nga đã sử dụng vũ khí hóa học tại khu vực làng Novodanyloka thuộc tỉnh Zaporizhia. Ông Tanavsky nói, Theo tôi được biết, đối phương đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng phá phản lực phóng loạt sử dụng loại đạn chứa chất hóa học, có thể là hợp chất Chloropicrin nhằm ngăn cản bước tiến công của quân đội Ukraine. Rất may, không có binh sĩ Ukraine nào thương vong trong vụ việc này. Thời gian qua, những cuộc tấn công bom lượn quy mô lớn của Nga đang trở thành cơn ác mộng với các binh sĩ Ukraine và họ thậm chí đã gọi đây là vũ khí địa ngục. Có ba lý do cho việc tại sao loại bom này lại nguy hiểm như vậy. Đầu tiên, tác động nổ của chúng rất đáng kể so với pháo và các loại đạn khác được sử dụng trên tiền tuyến do kích thước và trọng lượng của chúng. Thứ hai, chúng có thể được bắn từ khoảng cách 40 km, nghĩa là Ukraine buộc phải sử dụng các tên lửa đánh chặn tầm xa hơn vốn đang gặp hạn chế về nguồn cung việc điều chỉnh những quả bom cũ trên của Nga cũng có chi phí thực hiện rẻ. Cuối cùng, theo Justin Bronk, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, Rusi cho biết, Nga chắc chắn có khả năng sản xuất các bộ kit cho các loại bom FAB cũ nhiều hơn số lượng tên lửa Ukraine phải tiếp tế cho hệ thống phòng không của mình. Vì vậy, bắn hạ chúng trực tiếp không phải là một chiến lược bền vững. Các cuộc không kích bằng bom lượn gần đây đã giúp Nga xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở nhiều khu vực, và Moscow đã tiến sâu 2 km vào lãnh thổ ở phía tây điểm nóng Adipka, Donbass. Lực lượng Nga chiếm được các khu vực xung quanh làng Tonenke sau nhiều ngày không kích dồn dập vào các vị trí của Ukraine tại đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chỉ huy nước này đã triển khai nhiều máy bay ném bom chiến đấu Su-34 thả bom lượn nặng nửa tấn để tấn công lực lượng Kiev đang triển khai phòng tuyến bảo vệ khu vực phía nam Donetsk gần Adipka. Theo nội dung đoạn video công bố, lực lượng Nga sử dụng bom bay FAB-500 được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, một bộ công cụ cho phép biến một quả bom thông thường thành một loại đạn được dẫn đường chính xác. Lực lượng Ukraine hồi tháng 2 đã buộc phải rút quân khỏi Adipka sau 10 năm nắm giữ các tuyến phòng thủ chiến lược tại đây. Ukraine không thể giữ lại được thành trì do Nga liên tục ném bom lượn từ khoảng cách 30 đến 40 km so với tiền tuyến vượt qua tầm bắn của hầu hết các lá chắn phòng không Ukraine. Ukraine vận hành 3 hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, có khả năng tấn công máy bay ở phạm vi trên 100 km, tương đương 62 dặm. Tuy nhiên, Ukraine không thể sử dụng Patriot để chống lại máy bay ném bom Nga mang theo bom lượn vì viện trợ của Washington đã đình trệ trong nhiều tháng qua, đồng nghĩa với việc Kyiv không có thêm tên lửa phòng không. Truyền thông phương Tây từng bày tỏ quan ngại về việc lực lượng không quân Nga liên tục bắn phá nhiều vị trí của Ukraine ước tính Moscow đã thả khoảng 100 quả bom mỗi ngày vào mục tiêu. Tờ Washington Post thông tin, cùng với máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh, Nga đã bổ sung thêm bom lượn, hỏa lực mới cho chiến dịch. FAB-500 hiện là loại bom có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Bom có trọng lượng 500 kg thường được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, cũng như phá hủy các phương tiện bọc thép của đối phương. UMPC là mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát được tạo ra để chuyển đổi bom thường thành bom dẫn đường thông minh, đồng thời tăng tầm bay của nó thêm hàng chục km. Việc tích hợp mô-đun UMPC cho phép bom FAB500 có thể mở rộng phạm vi tấn công mục tiêu một cách hiệu quả và chính xác hơn. Theo một bài báo trên tờ Biên của Đức, 10 nhà sản xuất UAV đang có kế hoạch cung cấp UAV tấn công tầm xa cho lực lượng vũ trang Ukraine với các đợt vận chuyển dự kiến sẽ giúp Kiev tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nằm sâu tới 3.300 km bên trong nước nga. Các UAV Sukin 300 mới của Ukraine là một ví dụ của dòng UAV tấn công tầm xa được phát triển từ giữa năm 2019, hứa hẹn sẽ có tầm hoạt động từ 1.300 đến 3.300 km, tốc độ tối đa đạt 580 km/h và tải trọng 300 kg, tương đương với một quả bom lớn thả từ trên không, tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo. UAV tấn công được cho là có thể mang tên lửa không đối đất, có tầm hoạt động lên tới 10 km. Một thiết kế khác là Uzi 22 nhỏ hơn, do công ty Ukraiz phát triển từ năm 2020. Dự kiến có tầm hoạt động tối đa là 800 km trong chế độ tự động, 100 km trong chế độ điều khiển bằng tay, có bề dài 330 km, bề ngang 460 km và trọng lượng cất cánh tối đa 85 kg. Truyền thông phương Tây cho biết, các UAV Uzi 22 được trang bị thêm thùng nhiên liệu có thể mở rộng tầm hoạt động và tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các doanh nghiệp quốc phòng, các cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự ở vùng Tatarstan của Nga, cách khu vực xung đột ở Ukraine khoảng 1.500 km. Đối mặt với những bước lùi trên tiền tuyến, từ những thiếu thốn về lực lượng và trang thiết bị, đến việc Nga triển khai hỏa lực mạnh mẽ công phá các thành trì ở Donbass, việc tập trung vào tác chiến UAV tầm xa là một phần trong sự dịch chuyển lớn hơn của Ukraine về chiến thuật trong cuộc xung đột với Nga truyền thông Đức nhận định khả năng của các UAV mới sẽ cho phép ép có những điểm tấn công mới ở Nga, bao gồm cả những căn cứ của Moscow ở Bắc Cực cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng. Dù vậy, nhà quan sát quốc phòng Nga Evgeny Mikhailov cho rằng Ukraine không thể giành chiến thắng dọc giới tuyến và đang chịu thất bại nên phải dùng đến những chương trình hành động phá hoại nhằm vào sâu trong Liên bang Nga. Theo ông, Moscow có thể đối phó với những cuộc tấn công này bằng một số cách, bắt đầu bằng việc mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở sản xuất UAV ở Ukraine. Một công cụ khác để xử lý mối đe dọa này là tăng cường ngành công nghiệp chống UAV của Nga. Edward Badasarian, một chuyên gia về UAV quân sự của Nga nói. Chuyên gia Badasarian nói, Tôi nghĩ, đầu tiên, tất cả những nhà máy sản xuất mọi thứ cho kế hoạch quân sự phải được giữ bí mật. Thứ hai, các cơ quan an ninh của những doanh nghiệp này và các cơ sở hạ tầng quan trọng trong phạm vi 1.500 đến 2.000 km so với tiên tuyến sẽ nhận được các hệ thống phòng thủ chống UAV. Ngoài các hệ thống phòng không truyền thống như Cup, BUK, S300, S400 có thể nhắm vào các UAV lớn với tỷ lệ thành công tương tự như khi nhắm vào các chiến đấu cơ của đối phương. Cuộc xung đột ở Ukraine đã buộc các nhà sản xuất của nga phải tăng cường sáng tạo và sản xuất một loạt phương tiện tác chiến chống UAV từ các loại pháo đến các biện pháp tác chiến điện tử. UAV đóng vai trò chính trong việc định nghĩa lại tác chiến hiện đại các UAV tấn công tầm xa quân sự rất đắt đỏ và khó để sản xuất, chuyên gia Bada Sarian nói. Vì vậy, cho đến gần đây, Ukraine buộc phải ứng biến bằng cách sử dụng các UAV trinh sát thời Liên Xô đã được điều chỉnh như Tubolev TU-141 để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, cũng như nhắm vào thành phố Zelabuga, Tatarstan, sử dụng các máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi cỡ nhỏ được chuyển đổi thành UAV trang bị chất nổ. Các nước phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine thực hiện nỗ lực này, cũng như sẵn sàng cung cấp cho Kiev sự huấn luyện và các nguồn lực. Ông Mikhailov nói, nhà quan sát này cho hay, tôi nghĩ có thể những người huấn luyện và các chuyên gia phương Tây sẽ hỗ trợ quân đội Ukraine. Một UAV không phải giống như một tiêm kích F-16 và sẽ có những cách ứng dụng cũng như chiến thuật khác nhau. Việc huấn luyện sử dụng UAV cũng đơn giản hơn nhiều so với đào tạo cho các phi công lái F-16. Để tăng khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Ukraine, nga đã trang bị cho hạm đội biển đen các máy bay không người lái uav góc nhìn thứ nhất fpv mới theo kênh mask của nga các nhà sản xuất uav cho biết những chiếc uav fpv dùng cho hạm đội biển đen được trang bị đầu đạn phân mảnh có thể kích nổ từ xa mục tiêu mask cho hay để phá hủy một chiếc thuyền chứa đầy chất nổ của đối phương một quả mìn từ xa là đủ người điều khiển chỉ cần đưa uav fpv bay lên phía trên tàu đối phương và nhấn nút sau đó một vụ nổ mạnh sẽ xuất hiện Musk còn công bố đoạn video được cho ghi lại cảnh các kỹ sư của hạm đội Biển Đen thử nghiệm những chiếc UAV FPV mới ở bán đảo Crimea. Hồi tháng 3, quân đội Ukraine báo cáo việc Nga đang thử nghiệm UAV FPV được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến. Chuyên gia quân sự Shohi Flesh từng chia sẻ trên Telegram về việc chiếc UAV FPV của Nga bị thu hồi mang theo một cuộn dây điện không rõ mục đích. Kiev nhận định việc Nga trang bị cho hạm đội Biển Đen các UAV FPV mới cho thấy Moscow đang cố gắng khắc phục lỗ hổng an ninh sau khi hạm đội phải trải qua tháng 3 tồi tệ. Cụ thể, trong tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công hàng loạt tàu ở quanh Crimea, bán đảo thuộc Ukraine, nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014. Kiev chỉ rõ các tàu Nga bị tấn công, gồm tàu đầu bộ cỡ lớn, Kostiantyn, Onsatsky, Yaman và Azov, tàu trinh sát Ivan Khus và tàu tuần tra Sergei Kotov. Trước đó, giám đốc điều hành trung tâm giải pháp không người lái tích hợp, ông Dmitry Kuziakin cho biết, trong tương lai, máy bay không người lái FPV có thể trở thành một phương tiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong việc đánh bại xuồng không người lái của đối phương. Tôi không loại trừ rằng trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc xung đột máy bay không người lái trên biển đen. Chúng tôi đang triển khai các công việc liên quan đến vấn đề này. Các chuyên gia hải quân tỏ ra rất quan tâm đến loại phương tiện mới này. Giới quan sát lưu ý, việc quân đội Nga tích hợp drone FPV đã thể hiện sự thay đổi chiến lược hướng tới chiến thuật tác chiến hiện đại hóa, nêu bật khả năng thu thập dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, cải thiện nhận thức tình huống và lợi thế chiến thuật khi làm nhiệm vụ. Những chiếc drone này được trang bị camera độ phân giải cao và hệ thống định vị tiên tiến, cung cấp các phân tích sâu sắc, cho phép quân đội quan sát và quét các cảnh quan rộng lớn một cách hiệu quả. Các cuộc đụng độ ở Biển Đen và các cảng lân cận đã gia tăng. Máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã tấn công một số cơ sở cảng của Ukraine bên bờ biển hoặc gần biển đen. Về phần mình, quân đội Nga đã nhiều lần báo cáo về những nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công các tàu vào thành phố cảng bằng phương tiện không người lái hải quân, nhưng hầu hết đều bị các hệ thống phòng thủ của Nga cản trở. Moscow cũng tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã lợi dụng các hành lang ngũ cốc biển đen để tiến hành các cuộc tấn công. Bên cạnh đó, tác chiến điện tử đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khi hai bên đều tăng cường sử dụng UAV trên chiến trường. Cho đến nay, Nga vẫn chiếm ưu thế trong lĩnh vực tác chiến điện tử, nhưng những hệ thống này thường không được lắp đặt trên xe bọc thép ở khu vực tiền tuyến, khiến chúng dễ bị tấn công, một binh sĩ Ukraine cho hay. Việc Nga giành lợi thế trong lĩnh vực tác chiến điện tử đã gây ra mối đe dọa cho lực lượng máy bay không người lái của Ukraine, vốn rất quan trọng đối với hoạt động chiến đấu của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố sẽ thành lập một nhánh riêng của lực lượng vũ trang chuyên trách các hệ thống không người lái. Các binh sĩ Ukraine bày tỏ lo ngại về nguồn cung UAV mới bất chấp cam kết của chính phủ về việc cung cấp nhiều hơn UAV và hầu hết có được thông qua quyên góp tình nguyện. Khi phát biểu với các nghị sĩ của bang Bavaria ở Đức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Oleksiy Sehiev nói rằng số lượng các cuộc pháo kích của Nga trên lãnh thổ Ukraine trong 3 tháng qua gần bằng một nửa số vụ tấn công được ghi nhận vào năm 2023 khi các quan chức Ukraine ước tính khoảng 66.000 cuộc tấn công đã được thực hiện. Ông Sehiev nói, Năm nay, trong tháng 2 và tháng 3, số lượng các cuộc pháo kích đã tăng lên. Vừa qua, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ công bố báo cáo cho biết người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirin Budanov nói rằng Ukraine dự kiến Nga sẽ tăng cường các hoạt động tấn công vào cuối xuân, đầu hè. Các nhà phân tích cũng nhắc lại việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã nói rằng các nỗ lực tấn công then chốt của Nga có thể bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. ISVK đánh giá rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự của phương Tây đang buộc Ukraine phải đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến việc ưu tiên một số khu vực phòng thủ nhằm giành lại thế chủ động và hạn chế khả năng quân sự của Nga cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động phản công trong tương lai. Hai ngoại trưởng Anh và Pháp ngày 8 tháng 4 đã cảnh báo rằng nếu Ukraine thua, tất cả chúng ta đều thua cái giá của việc không hỗ trợ Ukraine sẽ vượt xa cái giá phải trả để đẩy lùi lực lượng Nga. Cũng theo các quan chức này, dư luận thế giới đều đang dõi theo xung đột và họ sẽ phán xét nếu chúng ta thất bại. Ông Cameron và ông Sejunye chỉ ra, như đã thảo luận trong khuôn khổ hội nghị Paris hồi tháng 2, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo đánh bại Nga. Chúng ta cũng cần tiếp tục hợp tác để đối mặt những thách thức toàn cầu khác Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Anh Cameron sẽ tới Washington trong tuần này, đồng thời có kế hoạch thuyết phục các thành viên Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine. Bản thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này đã trở thành con tin trong quá trình chờ Quốc hội Mỹ bỏ phiếu về khoản viện trợ cho Kiev, đồng thời đánh tiếng sẵn sàng chấp nhận viện trợ dưới dạng cho vay. Hãng tin Pravda của Ukraine đưa tin tổng thống volodymyr zelensky nói trên bản tin quốc gia vào cuối tuần trước rằng viện trợ của mỹ rất quan trọng trong mọi trường hợp tôi vẫn tin chúng ta có thể nhận được một cuộc bỏ phiếu tích cực từ quốc hội mỹ thật không may chúng ta giống như một con tin trong tình huống này xung đột của nga với ukraine giờ đã trở thành một vấn đề chính trị nội bộ ở mỹ mặc dù đây là vấn đề thuộc về an ninh thế giới tôi không hiểu cách tiếp cận nửa vời này dù vậy ông zelensky vẫn tin Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ông nói, tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục tin tưởng, làm việc và hy vọng lý trí sẽ thắng thế và chúng tôi sẽ nhận được sự trợ giúp thích hợp. Vừa qua, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào một kho đạn dược và căn cứ tạm thời dành cho lính tư nhân nước ngoài ở vùng Kharkov của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay cả hai mục tiêu đều nằm gần thị trấn Merefa, cách cốp khoảng 20 km về phía tây nam. Cũng theo Nga, lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái UAV, tên lửa và pháo binh đã tham gia tấn công. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, một trong hai mục tiêu của nhà máy cơ khí Merefa, nơi quân đội Ukraine đang sản xuất và lưu trữ UAV, mục tiêu thứ hai là trường dạy xe tăng, nơi chứa xe tăng và các hướng dẫn viên do nước ngoài cung cấp. Không chỉ vậy, quân đội Nga cho biết, đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa đa năng Uragan của Ukraine. Các bệ phóng đậu gần một trung tâm mua sắm ở địa phương nằm ở ngoại ô phía tây bắc thành phố Kharkov của Ukraine. Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái hồng ngoại lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bệ phóng Uragan và một chiếc xe bán tải đậu qua đêm gần trung tâm thương mại Planeta với một nhóm người ở gần các phương tiện. Uragan thứ hai gia nhập nhóm ngay sau đó. Các bệ phóng dường như được thiết lập để vận chuyển trên hai xe tải sàn phẳng lớn ở gần đó. Tuy nhiên, những chiếc xe này đã bị trúng một loại đạn có độ chính xác cao, có thể là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander do Nga sản xuất. Các bệ phóng đã bốc cháy sau cuộc tấn công, một trong số đó bị phát nổ thứ cấp khiến trung tâm mua sắm Planeta bị hư hại nặng. Khoảnh khắc vụ nổ được những người dân sống trong các tòa nhà dân cư gần đó ghi lại. Chính quyền địa phương thừa nhận vụ tấn công, trong khi cảnh sát địa phương công bố những bức ảnh từ hiện trường và lên án các cuộc tấn công hàng ngày của Nga trong khu vực. Trước tình hình đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào ngày hôm qua mùng 8 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky viết rằng tỉnh Kharkov đã trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga suốt ngày đêm và chính quyền Kiev đang làm mọi thứ để tăng cường bảo vệ nơi này. Ông Zelensky viết, mọi cộng đồng Ukraine hiện tại đang hỗ trợ Kharkov, mọi thành phố đang sát cánh với Kharkov và mọi chiến binh đang bảo vệ khu vực này đều cũng bảo vệ Ukraine. Các đối tác của chúng tôi có thể hỗ trợ về khả năng phòng không, cũng như gia tăng áp lực lên Nga. Trong diễn biến khác, theo thông tin được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Laurinas Kassiunas đưa ra gần đây, nước này đã tăng cường khả năng chiến đấu cho Ukraine thông qua việc chuyển giao xe bọc thép chỉ huy M-577 cho Kiev. Ông Kassiunas nhấn mạnh, mục tiêu chiến lược của chúng tôi là kiên trì hỗ trợ Ukraine. Cần lưu ý rằng, các trang thiết bị và vũ khí Litva cùng các đồng minh chuyển giao mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh cho độc lập của Ukraine và an ninh của châu Âu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraina chừng nào còn cần thiết. Theo dữ liệu từ Army Recognition, Backfire K1 được thiết kế giống như một chiếc máy bay không người lái thông thường cỡ nhỏ, có động cơ đặt phía trước và cấu hình đuôi chữ V. UAV được triển khai từ hệ thống phóng mặt đất và hạ cánh bằng hệ thống dù. Một trong những khía cạnh đáng chú ý của Backfire K1 là tính tự chủ của nó. Máy bay không người lái có thể điều hướng các tuyến đường được thiết lập sẵn mà không cần thông qua người điều khiển. Điều này giúp UAV khó bị phát hiện bởi các hệ thống tác chiến điện tử. Trọng tâm thiết kế của Backfire K1 là độ chính xác. UAV sử dụng cấu hình hiện đại để xác định điểm phóng mục tiêu với độ chính xác cao. Các báo cáo ban đầu cho biết máy bay không người lái mới đã được Ukraine triển khai trên chiến tuyến và đã chứng minh được hiệu quả trước nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm nhân lực, vị trí pháo binh và các công trình phòng thủ kiên cố. Về thông số kỹ thuật, Backfire K1 có thể mang trọng tải lên đến 6 kg với tầm hoạt động tối đa là 50 km, được trang bị động cơ điện, máy bay có thể di chuyển ở tốc độ 84 km h trần bay từ 200 đến 1.000 m. Việc Ukraine giới thiệu máy bay không người lái Backfire K1 cho thấy sự tiến bộ của nước này trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ, đồng thời mang đến những đóng góp đáng kể cho công nghệ tác chiến trên không không người lái, thiết lập các tiêu chuẩn mới về tính tự chủ, khả năng chống lại tác chiến điện tử và độ chính xác trong hoạt động quân sự. Tuy nhiên, mục tiêu tự chế tạo vũ khí để quay trở lại xung đột với Nga đòi hỏi cần rất nhiều thời gian và dường như Ukraine khó có được điều đó lực lượng Ukraine đang mất lãnh thổ ở một số khu vực quan trọng, bao gồm cả thành phố chiến lược Adipka ở miền đông. Gói viện trợ bổ sung của Mỹ đang bị treo tại quốc hội. Các công ty quốc phòng châu Âu vẫn còn dè dặt với việc mở dây chuyền sản xuất ở Ukraine, còn các nhà sản xuất vũ khí lớn của Mỹ chưa cam kết lập cơ sở sản xuất ở Ukraine khi xung đột chưa kết thúc. Trong bối cảnh như vậy, Ukraine cần phải xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng trong nước để không phải phụ thuộc vào phương tây trong nhiều năm tới thực tế các đồng minh và đối tác đều đã có lúc ngần ngại gửi các hệ thống vũ khí tình vi bao gồm hệ thống phòng không xe tăng pháo tầm xa và tên lửa cho ukraine nhưng liệu điều đó có thể được thực hiện kịp thời để thay đổi quỹ đạo của một cuộc xung đột vốn được dự đoán là sẽ trở nên khó khăn hơn nếu ukraine không có thêm viện trợ quân sự của mỹ hay không các kỹ sư quân sự Ukraine đã thể hiện kỹ năng đáng ngạc nhiên trong việc trang bị cho các hệ thống vũ khí cũ với hỏa lực hiện đại hơn. Chỉ riêng trong năm 2023, các công ty quốc phòng Ukraine đã chế tạo số lượng xe bọc thép nhiều gấp 3 lần số lượng họ sản xuất trước xung đột và đã tăng gấp 4 lần sản lượng tên lửa chống tăng. Theo phân tích về ngân sách quân sự Ukraine, đến năm 2030 của công ty tình báo quốc phòng Jane, kinh phí dành cho nghiên cứu và phát triển được dự báo sẽ tăng gấp 8 lần trong năm nay từ 162 triệu đô la Mỹ lên 1,3 tỷ đô la Mỹ, mua sắm quốc phòng cũng tăng lên mức cao nhất trong 20 năm, gần 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Con số này trước xung đột chỉ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tháng trước, bộ trưởng công nghiệp chiến lược Ukraine Alexander Kamysin cho hay, chúng tôi sẽ không ngồi yên chờ đợi cho đến khi các nước khác giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi phải cố gắng tự mình làm ra mọi thứ một số loại vũ khí khó sản xuất ở Ukraine hơn những loại khác, trong đó có đạn pháo 155mm, loại đạn rất cần trên chiến trường nhưng lại phải phụ thuộc vào nguyên liệu thô nhập khẩu và giấy phép từ các nhà sản xuất hoặc chính phủ các nước phương Tây. Ông Kamysin cho biết, việc sản xuất đạn pháo 155mm ở Ukraine đang được tiến hành nhưng không cho biết là khi nào. Viết trên Facebook vào hôm 8 tháng 4, tư lệnh lực lượng lục quân, ông Alexan Pavliuk kêu gọi người dân Ukraine gác bỏ cảm xúc sang một bên và gia nhập lực lượng vũ trang nước này, đồng thời tuyên bố quân đội và nhân dân không thể tách rời. Nhấn mạnh việc bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của mọi công dân. Tướng Alexan Pavliuk cho hay cần phải hiểu rằng không ai có thể ngồi ngoài được. Bộ mặt của đất nước, số phận của nhân dân chúng ta đang bị đe dọa. Vị này thừa nhận tình hình ở tiên tuyến không dễ dàng song cho rằng những gì đang diễn ra trên thực địa vẫn dễ dự đoán và dễ kiểm soát hơn nhiều so với hai năm trước. Cũng theo luật mới của Ukraine, những cá nhân được cho là đủ điều kiện một phần để tham gia quân ngũ sẽ phải thực hiện một bài kiểm tra y tế khác trong vòng 9 tháng tới. Quy định mới chỉ có hai trường hợp đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện để nhập ngũ. Hiện không rõ số lượng binh sĩ Ukraine là bao nhiêu, song có thông tin cho rằng có khoảng 1 triệu quân nhân. Bên cạnh đó, ông Alexan Pavlyuk nhấn mạnh dù Ukraine có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ bằng tài chính hay vũ khí từ nước ngoài, thì nước này vẫn thiếu nhân lực. Trong khi dân số Nga đông gấp 3 lần Ukraine và Điện Kremlin đã thể hiện sẵn sàng huy động nếu không đủ quân tình nguyện, thì việc thiếu nhân lực không phải là tình trạng khó khăn duy nhất của Ukraine. Nước này cũng đang rất cần viện trợ quân sự từ phương Tây, vốn ngày càng suy giảm khi xung đột kéo dài. Nhưng huy động đủ quân là bài toán chỉ Ukraine mới giải quyết được. Ukraine cũng đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung nhân lực cho quân đội nước này. Việc ký luật hạ độ tuổi huy động quân là một động thái cho thấy tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết tâm xây dựng lực lượng phòng thủ vững chắc dọc theo chiến tuyến rộng lớn để đối trọng với lực lượng quân đội của Nga. Quốc hội Ukraine đã đề xuất dự luật mới tăng số lượng binh sĩ lên khoảng 400.000 quân. Tuy nhiên đề xuất này không được ủng hộ rộng rãi, buộc các quan chức chính quyền phải vật lộn với những câu hỏi liên quan đến tinh thần dân tộc liệu họ có thể thuyết phục đủ tân binh ra trận không và nếu không, họ có sẵn giải pháp thay thế chưa. Việc không có đủ lực lượng dự bị để bổ sung nên binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến không được nghỉ ngơi đầy đủ giữa các đợt luân chuyển. Cuộc xung đột khốc liệt đã khiến họ mệt mỏi và dễ bị tổn thương hơn. Theo các cuộc phỏng vấn với hai chục binh sĩ Ukraine, trong đó có 6 chỉ huy, trong khi số tân binh quá ít, họ lại được huấn luyện kém hoặc cao tuổi. Các chỉ huy Ukraine nói rằng Họ không có đủ binh sĩ để tiến hành các cuộc tấn công và hầu như không đủ nhân lực để duy trì quyền kiểm soát các vị trí trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của phía Nga. Theo nghị sĩ Vadim Ipchenko thuộc Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, các lữ đoàn khoảng 3.000 đến 5.000 quân thường chỉ chiến đấu với 75% toàn bộ sức mạnh. Dự luật mới có thể khiến Quốc hội Ukraine cho phép quân đội huy động thêm binh sĩ để những người đã tham chiến có thể được nghỉ ngơi nhiều hơn hoặc thậm chí được giải ngũ. Tuy nhiên, theo Trung tâm phân tích chính sách châu Âu CEPA, dự luật đã gây ra làn sóng phản đối từ phe đối lập và một số thành viên trong chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ví dụ, một lời chỉ trích đối với dự luật đề xuất là nó không nêu chi tiết việc luân chuyển nhân sự tuyến đầu. Phe đối lập yêu cầu tất cả binh sĩ phải được quyền xuất ngũ sau 36 tháng phục vụ, nhưng luật đề xuất nói rằng việc này phải tùy theo quyết định của các chỉ huy quân sự. Nghị sĩ đối lập nổi tiếng ông Oleksiy Goncharenko cảnh báo dự luật sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề của những người phục vụ trên chiến trường vì họ có thể phải đợi nhiều năm để có quyết định xuất ngũ. Ông lập luận rằng giới hạn 36 tháng cố định sẽ cải thiện tinh thần của những binh sĩ đang kiệt sức. Trong khi nhóm lực lượng trung tâm của quân đội Nga đã kiểm soát ngôi làng đông dân cư Vodiane ở Donetsk, thì các vị trí chiến thuật dọc theo tiền tuyến đã được cải thiện nhờ hành động thành công của nhóm các lực lượng miền Nam. Theo ông Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đội hình 4 lữ đoàn xung kích, 3 lữ đoàn đường không và 8 lữ đoàn cơ giới của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đánh bại gần khu định cư Bilohorovka ở Lugansk, gần các khu định cư của Kudimovka, Novomikhailovka, Kletchivka, Spirone, Andriyivka và Chachovya ở Donetsk. Đặc biệt, thông tin chiến trường gần đây cho thấy, tình hình quanh thành phố Chashopya ở phía đông rất khó khăn và căng thẳng, trong khi các lực lượng của Nga tiến hành nã pháo liên tục vào khu vực này để kiểm soát các điểm cao có lợi trong thành phố. Ông Oleg Kalashnikov, người phát ngôn một lữ đoàn của Ukraine triển khai trong khu vực cho hay, tình hình rất khó khăn và căng thẳng. Theo ông Kalashnikov, Nga đang cố gắng tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào các thị trấn Bodanovka và Ivaniske bên ngoài Chashopya. Người phát ngôn này nói Họ cũng đang cố gắng tiến hành các hoạt động tấn công giữa hai nơi. Quân đội Nga đang sử dụng bộ binh với sự hỗ trợ của các phương tiện chiến đấu bọc thép và chiến đấu cơ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của họ đã bị đẩy lùi. Ông Kalashnikov đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Chashovia, cách Bakhmut 20 km về phía Tây, thành phố chiến lược Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái. Gần đây, Nga đã đảm bảo được một số thành quả đầu tiên về lãnh thổ kể từ khi giành được Bakhmut, đồng thời cố gắng gây sức ép lên các đơn vị của Ukraine, giữa bối cảnh phương Tây chỉ hoãn hỗ trợ quân sự. Ông Kalashnikov cảnh báo nếu Nga giành được thị trấn Chachovya, nước này có thể dội bom vào Kostiantinovka cách đó 10 km về phía tây nam. Ông Kalashnikov nói đối phương có thể đe dọa đến các tuyến hậu cần giữa Kostiantinovka, Sloviansk và Kramatorsk, đồng thời cho biết Sloviansk và Kramatorsk có thể bị tấn công trực tiếp. Thông tin trên cho thấy Bodanovka thuộc Chachovya đã thất thủ trong khi đó, Bilohorovka thuộc Soleda sắp bị bao vây. Kênh Military Summary nhận định, chiến dịch tấn công quân sự mùa xuân của Nga đang diễn ra sôi nổi. Một số ngôi làng và thành phố lớn sắp thất thủ. Lực lượng vũ trang Ukraine đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự. Và rất có thể, họ sẽ không thể tìm ra cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Theo Financial Times FT, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và những tổn thất kỳ ép đang phải hứng chịu trong các đợt tấn công của Moscow nặng nề hơn trong giai đoạn năm 2022-2023. Theo đó, thay vì tiến hành pháo kích trên diện rộng, lực lượng Nga tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào các nhà máy điện ở những khu vực không có hệ thống phòng thủ vững chắc. Vào cuối tháng 3 vừa qua, Nga nhắm mục tiêu vào 7 nhà máy nhiệt điện và 2 nhà máy thủy điện của Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa thể phá hủy các cơ sở năng lượng ở Kiev do Ukraine thiết lập hệ thống phòng không mạnh mẽ tại thủ đô. FT cho biết thêm, Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy điện, nhưng các quan chức cho biết một số nhà máy, bao gồm cả những nhà máy ở Kharkov, gần biên giới với Nga, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Theo ông Maxim Timchenko, giám đốc điều hành công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, The Tech, Mục tiêu hàng đầu hiện nay của Ukraine là khôi phục nhiều nhất có thể các cơ sở năng lượng vào trước tháng 10. Công ty năng lượng này đã mất khoảng 80% sản lượng do các cuộc tấn công của Nga khiến 5 nhà máy nhiệt điện phải đóng cửa. Ông Timchenko đã lên kế hoạch khôi phục ít nhất 50% các đơn vị năng lượng bị hư hại trong trường hợp không xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, nếu không có nguồn nhập khẩu năng lượng từ EU, Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng mất điện nghiêm trọng hơn năm ngoái. Ông Timchenko giải thích rằng vào năm 2023, Nga đã nhắm mục tiêu vào các trạm biến áp và máy biến áp trên khắp Ukraine. Nhưng năm nay, Moscow sử dụng tên lửa nhắm vào các nhà máy điện ở từng khu vực cụ thể để phá hủy hoàn toàn nhà máy do việc khôi phục chúng trong thời gian ngắn là không thể. Người đứng đầu bộ phận truyền thông tại Ukrainego, công ty cung cấp năng lượng Ukraine Maria Tsaturian lưu ý rằng Nga đang triển khai cùng số lượng tên lửa để tấn công từ 5 đến 6 mục tiêu năng lượng trong một khu vực, giống như trong các cuộc tấn công hàng loạt vào năm 2022-2023. Trong khi công ty Ukrainego có thể bảo vệ các trạm biến áp nhỏ hơn, thì các trạm điện lớn cần nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để khôi phục nếu bị hư hại. Một điểm khác biệt so với các cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái là Moscow bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chính xác, đắt tiền. Andriy Herus, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội Ukraine về Năng lượng, cho biết trong cuộc tấn công gần đây vào một nhà máy nhiệt điện than, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Theo đại diện tình báo quân đội Ukraine Andriy Cherniak, Nga cũng sử dụng một số lượng lớn UAV như một phương tiện tấn công giá rẻ hơn. Ông Herus cho biết hậu quả của các cuộc tấn công từ Nga đối với Ukraine đang giảm nhẹ một phần do nguồn nhập khẩu điện từ EU, chạm điện mặt trời trong nước và thời tiết không quá rét. Vào tháng 3, Nga tiếp tục pháo kích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Sau các cuộc tấn công lớn, nơi đối mặt với tình hình nghiêm trọng nhất là ở Kharkov và khu vực xung quanh. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Geman Galushchenko ngày 8 tháng 4 thừa nhận các cuộc tấn công gần đây của Nga là đợt tập kích dữ dội nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Ông Galushchenko nói rằng Nga đã tấn công tới 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây. Trước viễn cảnh ông Trump có thể trở lại làm Tổng thống Mỹ vào tháng 11, NATO đang đứng trước nhiều nỗi lo trong tương lai, dù đã thành công kết nạp thêm hai thành viên mới. Theo Project Syndicate, chuyên gia chính trị quốc tế, ông Ian Bremer mới đây đã đăng tải một bài viết nhằm nhận định về tương lai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong trường hợp không còn Mỹ Ông Bremer nói, NATO là liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã nhấn mạnh giá trị và sự hiện diện của NATO. Bên cạnh đó, liên minh cũng đã thành công kết nạp hai thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng NATO đang đứng trước tương lai khó khăn, nhất là khi cuộc xung đột Ukraine đang gây ra mâu thuẫn trong nội bộ khối và quan điểm của Mỹ có thể thay đổi mạnh sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Các nhà lãnh đạo NATO đều biết, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có cơ hội lớn để trở lại Nhà Trắng vào tháng 11 và những tuyên bố trước đó của ông Trump đã gây ra những quan ngại về cam kết lâu dài của Mỹ với liên minh. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã công khai ý định muốn rút Mỹ khỏi NATO, cho rằng liên minh này đã trở thành gánh nặng của Washington. Ông cũng tiết lộ từng đe dọa sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với những đồng minh NATO không đáp ứng yêu cầu về chi tiêu quốc phòng của khối. Những tuyên bố của ông Trump đã làm dấy lên lo ngại rằng nếu tái đắc cử, lời lẽ của ông sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với NATO khi họ tìm cách hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Trong những tuần trước đó, các lãnh đạo NATO đã không ngừng thảo luận về cách bảo vệ liên minh trước ảnh hưởng từ cựu Tổng thống Mỹ, song không đạt nhiều kết quả. Với những người đặt niềm tin vào sứ mệnh của NATO, nỗi lo sợ về những gì sắp xảy ra chỉ càng lớn thêm. Trung tướng Mỹ về hưu Ben Hodges, cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu nói, Liên minh này trong 75 năm qua đã thực hiện chính xác những gì nó được lập nên để làm, đó là cải thiện an ninh tập thể của các thành viên. Tuy nhiên, ông lưu ý, NATO sẽ bị ảnh hưởng nếu các đồng minh mất niềm tin trước cam kết của Washington về việc bảo vệ họ. Ông Minh nhấn mạnh, nếu ông Trump điều hành chính quyền Mỹ, chúng ta có nguy cơ mất tất cả những thứ đó. Hiện tại, NATO đang cố gắng hạn chế thiệt hại, tiềm tàng bằng cách thuyết phục ông Trump và những người ủng hộ ông rằng liên minh xứng đáng được giữ vững tại các sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập khối diễn ra tuần qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cố gắng đề cập đến việc chia sẻ gánh nặng bất cứ khi nào có cơ hội. Theo giới quan sát, đây giống như một cái gật đầu tế nhị trước lời kêu gọi châu Âu phải làm nhiều hơn nữa phát ra từ phía Mỹ, đặc biệt là từ ông Trump. Tuy nhiên, chuyên gia chính trị quốc tế Bremer cho biết, trên thực tế, quan điểm của ông Trump không phải là không chính đáng. Kể từ khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea, các thành viên NATO đã cam kết chỉ ít nhất là 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024. Cách đây 2 tháng, Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã tỏ ra lạc quan về cam kết này, nhưng đó là do những thành viên có biên giới gần Nga đã chi tiêu nhiều hơn hạn ngạch. Cụ thể có 13 trong tổng số 31 thành viên của NATO, chưa tính Thụy Điển mới gia nhập, vẫn chưa đạt ngưỡng chi tiêu quốc phòng. Rõ ràng các nhà lãnh đạo NATO đều hiểu rõ sự cần thiết phải gia tăng chi phí quân sự trước những nguy cơ tại châu Âu, nhưng các tuyên bố kiểu Nga nên làm bất kỳ điều gì họ muốn của ông Trump lại làm mọi thứ phức tạp hơn. Để chuẩn bị cho viễn cảnh Washington không còn đáng tin cậy, Tổng thư ký Stoltenberg đã đề xuất một quỹ hỗ trợ 5 năm trị giá 100 tỷ euro cho Ukraine và quỹ này sẽ không phụ thuộc vào kết quả bầu cử tại Mỹ. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng đang thể hiện vai trò mạnh mẽ hơn trong việc dẫn dắt chính sách quốc phòng và công nghiệp của Liên minh. Tuy vậy, kịch bản Mỹ rời NATO là điều không ai mong muốn. Theo bình luận của tờ Jerusalem Post, kinh ngạc là từ duy nhất thích hợp cho quyết định rút quân khỏi Khan Yunis ở phía nam Gaza của Israel. Một số quan chức chính trị và quốc phòng đã cố gắng giải thích về quyết định này, coi việc rút quân là một phần trong quá trình chuẩn bị tiến hành hoạt động tiến vào Rafah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo rằng các lực lượng Israel đã rời giải Gaza và đang chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong tương lai tới Rafah. Trong 2 tháng qua, Việc lực lượng phòng vệ Israel IDF duy trì các đơn vị của họ ở Khan Yunis là nhằm bóp nghẹt Hamas và gia tăng áp lực đến mức phải đồng ý một thỏa thuận thả con tin. Nhưng việc rút lực lượng khỏi Khan Yunis là sự kết thúc chiến lược này và là một sự thừa nhận nhượng bộ. Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa là các con tin sẽ không được giải phóng. IDF đã đánh bại Hamas ở cả phía bắc và phía nam Gaza, phá hủy phần lớn mạng lưới đường hầm của tổ chức này và tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao của nhóm việc rút khỏi khan yunis lúc này không phủ nhận những thành tiệu to lớn đó vốn khiến hamas suy giảm lớn về năng lực quân sự nhưng giờ đây israel sẽ cần một chiến lược mới hoặc có những nhượng bộ lớn hơn với hamas để giải thoát nhiều con tin hơn bao gồm cả việc mở cửa cho phía bắc khu vực này hơn nữa nếu idf không có sự hiện diện ở khan yunis một lượng lớn dân thường palestine có thể tự nguyện rời rafah và quay trở lại đó mà không cần phải sơ tán chính thức Điều này có thể làm giảm bớt những lo ngại của Mỹ về việc liệu Israel có thể sơ tán thành công 1,4 triệu thường dân Palestine hay không. Hành động mới nhất của IDF diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong vòng vài giờ sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu đã cho phép mở cửa khẩu Erez Crossing giữa Israel và Gaza để chuyển viện trợ nhân đạo, nơi chưa từng được mở lại sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel hồi năm ngoái. Ông Netanyahu cũng đã mở cảng Ashdod để chuyển hàng viện trợ nhân đạo, một hành động khác mà nhà lãnh đạo Israel từng tuyên bố sẽ không bao giờ thực hiện. Có thể lập luận rằng nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thay đổi căn bản trên là do áp lực từ Mỹ, và sự thay đổi đó là thừa nhận rằng chiến lược cũ trong nhiều tháng đã thất bại. Bên cạnh đó, còn có nguồn tin bên ngoài cho rằng đây là một phần của thỏa thuận bí mật, không chính thức, kiểu khủng hoảng tên lửa Cuba. Trong đó, nếu IDF rút khỏi phía nam Gaza, Hamas sẽ có thể sẽ nhận bộ IDF về con tin và ở phía Bắc Gaza. Câu hỏi lớn hiện nay là liệu sự thay đổi này có đủ để duy trì sự ủng hộ của Mỹ đối với việc tấn công Rafah hay liệu Mỹ có thể đã buộc Israel phải đạt được thỏa thuận con tin hay không, ngay cả khi điều đó có khả năng làm suy yếu việc đánh bại Hamas. Theo logic này, Mỹ đã ủng hộ Israel trong gần 6 tháng bất chấp việc 33.000 người Palestine đã thiệt mạng, nhưng cuối cùng đã đạt đến điểm đột phá. Trong khi tìm câu trả lời cho các vấn đề trên, Hamas ít nhất sẽ có thể khôi phục một số quyền quản lý của mình ở phía nam Gaza. Đơn giản vì Israel chưa bao giờ quyết định cho phép bất kỳ ai khác vào tiếp quản. Đồng quan điểm trên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng Hamas và các lực lượng dân quân Palestine khác có thể sẽ tận dụng việc Israel rút quân để khẳng định lại quyền cai trị của Hamas xung quanh Khan Yunis. Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên của Israel tuyên bố rằng việc IDF rút khỏi phía nam giải Gaza sẽ cho phép những người Palestine di rời ở Rafah, di cư đến các khu vực của Khan Yunis và trung tâm giải Gaza. Việc người Palestine di cư từ Rafah đến các khu vực khác của giải Gaza sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch làm sạch của Israel ở Rafah. Hai nguồn tin cho rằng Tehran sẽ không trực tiếp tiến hành các cuộc tấn công Israel vì không muốn có sự gia tăng căng thẳng đáng kể trong xung đột và không muốn tạo cho Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ cái cớ để tấn công trực tiếp Iran. Cũng theo các nguồn tin, Iran và những nhóm dân quân ủy nhiệm của nước này dường như không sẵn sàng tấn công quân đội Mỹ hoặc các tài sản khác trong khu vực vì những lý do tương tự. Tuy nhiên, các nguồn tin lưu ý rằng Iran không có quyền chỉ huy và kiểm soát hoàn toàn đối với tất cả các lực lượng ủy nhiệm của mình, nên không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhắm vào tài sản của Mỹ trong khu vực. Tình báo Mỹ đã đánh giá rằng Iran đã thúc giục một số nhóm dân quân ủy nhiệm của họ cùng lúc tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại israel sử dụng máy bay không người lái và tên lửa và họ có thể tấn công ngay trong tuần này mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị ứng phó một cuộc tấn công tiềm tàng của iran nhắm vào tài sản của israel và mỹ trong khu vực nhằm trả đũa cuộc tấn công trước đó khiến bảy thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng trong đó có ba vị tướng phía damas và tehran đổ lỗi cho israel nhưng cho đến nay israel vẫn chưa có phản ứng Phát biểu về nguy cơ xung đột lớn giữa Israel và Iran, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ: "Chúng tôi rất lo ngại về kịch bản này. Trên thực tế, một trong những điều mà các nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran đang nói đến là mối đe dọa rất công khai và rất thực tế này của Tehran đối với Israel." Các quan chức cấp cao của Mỹ hiện tin rằng một cuộc tấn công của Iran là không thể tránh khỏi. Quan điểm này được những người đồng cấp Israel chia sẻ. Chính phủ hai nước đang nỗ lực làm việc để chuẩn bị trước những gì sắp xảy ra vì họ dự đoán rằng cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau và cả tài sản cũng như nhân sự của Mỹ và Israel đều có nguy cơ trở thành mục tiêu. Cuộc tấn công sắp tới của Iran cũng là chủ đề thảo luận chính trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó, nhưng Mỹ và Israel vẫn chưa biết Iran dự định tấn công khi nào và như thế nào. Một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel của Iran là một trong những tình huống xấu nhất mà chính quyền ông Biden đang chuẩn bị ứng phó vì nó sẽ dẫn đến sự gia tăng căng thẳng nhanh chóng của tình hình vốn đã hỗn loạn ở Trung Đông. Một cuộc tấn công như vậy có thể dẫn đến cuộc xung đột Israel-Hamas mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, điều mà tổng thống Biden từ lâu đã tìm cách tránh. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau cuộc tấn công tên lửa vào tòa nhà lãnh sự quán của đại sứ quán Iran ở Syria đầu tuần trước đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa các cường quốc hàng đầu khu vực. Iran đang chuẩn bị đáp trả cuộc tấn công trên, trong khi các quan chức Israel và chuyên gia phương Tây lo ngại phản ứng của Tehran có thể bao gồm việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa, tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái nhằm vào các lợi ích của Tel Aviv ở Trung Đông. Vậy quân đội của nước nào đang trang bị tốt hơn trong một cuộc giao tranh quy mô lớn? mặc dù hai nước không có chung đường biên giới, nhưng mỗi nước đều có các hệ thống tên lửa, không quân và hải quân để gây tổn hại nghiêm trọng cho nhau nếu căng thẳng trở nên gay gắt. Về quân số, đầu năm 2013, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ước tính tổng quân số của lực lượng phòng vệ Israel IDF là 169.500 binh sĩ, cộng thêm 465.000 binh sĩ dự bị, phần lớn được triệu tập sau ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Lực lượng trên bộ của quân đội Israel có khoảng 126.000 binh sĩ và 400.000 binh sĩ dự bị không quân có 34.000 binh sĩ và 55.000 quân dự bị. Hải quân có 9.500 binh sĩ và 10.000 binh sĩ dự bị. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Iran có khoảng 420.000 binh sĩ, gồm 350.000 người trong lục quân, 37.000 người trong không quân và 18.000 người trong hải quân, 15.000 người trong lực lượng phòng không. Iran cũng có lực lượng gồm 230.000 quân thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC, 150.000 trong lực lượng trên bộ, 40.000 quân thuộc lực lượng bán quân sự, 20.000 trong hải quân IRGC và 15.000 trong lực lượng phòng không và không quân IRGC. Iran cũng có ít nhất 350.000 nhân viên dự bị được huấn luyện để điều động trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Về ngân sách quốc phòng, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã tính toán ngân sách quốc phòng của Israel vào khoảng 23,4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gần 4 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ năm 2022. Iran có ngân sách quốc phòng tương đương khoảng 6,8 tỷ đô la Mỹ trong cùng năm. Israel có thể có một con át chủ bài quan trọng, vũ khí hạt nhân. Mặc dù không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu những vũ khí như vậy trong một chính sách được gọi là sự mơ hồ có chủ ý. Israel bị nghi ngờ có tới 80 đầu đạn hạt nhân có thể phóng từ máy bay và tên lửa. Về phần mình, Iran cũng phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân và tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Trong khi phát triển kho vũ khí tên lửa thông thường khổng lồ, nhưng lại có một con át chủ bài khác, khả năng phong tỏa eo biển Hormu. Vốn về cơ bản mang lại cho nước này sức mạnh làm tê liệt các nền kinh tế phương Tây trong trường hợp bị tấn công bằng cách ngăn chặn 30% tổng lượng dầu thô được vận chuyển qua đường biển. Về đồng minh. Đồng minh và nhà tài trợ hàng đầu của Israel là Mỹ, nước có nhiều căn cứ quân sự lớn bao quanh Iran ở Vịnh Ba Tư và Ả Rập cùng các cơ sở bổ sung ở các nước như Iraq, Jordani Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình Iran có một loạt các đồng minh nhà nước và phi nhà nước trên khắp khu vực được gọi là trục kháng chiến, bao gồm Syria, lực lượng dân quân ở Iraq, chính thức là một phần của lực lượng an ninh Iraq, lực lượng Hezbollah ở Liban. Và theo một số nguồn tin, lực lượng hầu thi thiện chiến ở Yemen. Iran cũng có đối tác là các cường quốc thế giới, ví dụ như Nga và Trung Quốc, ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến, nhưng có khả năng sẽ nỗ lực hỗ trợ tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, cũng như ở cấp khu vực và song phương trong khối BRICS cộng và trong tổ chức hợp tác thượng hải sẽ tìm cách giải quyết xung đột càng sớm càng tốt và có thể sử dụng công cụ trừng phạt bằng các biện pháp kinh tế, ngoại giao và các hình thức khác. Chủ tịch Ủy ban giám sát và trách nhiệm hạ viện Mỹ James Comer ngày 8 tháng 4 công bố văn bản cảnh cáo Bộ Tư pháp Mỹ không cung cấp đầy đủ tài liệu về thực thi đạo luật đăng ký đặc vụ nước ngoài FARA đối với hai pháp nhân là công ty mạng xã hội TikTok và đài Al Jazeera. Ông đã bày tỏ lo ngại Al-Jazeera đang hoạt động phục vụ tôn trị của nước ngoài nhưng không chịu sự quản lý phù hợp, đồng thời đề cập quan hệ giữa tổ chức Hamas và chính phủ Qatar. Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Hạ viện Mỹ cho hay Al-Jazeera liên tục né tránh những trách nhiệm được quy định trong FARA, dù các pháp nhân trực thuộc được cấp kinh phí bởi chính phủ Qatar và đại diện cho chính phủ Qatar. Nhà báo của Al-Jazeera liên tục bị hoài nghi có mối liên hệ với hoạt động của Hamas Qatar cho phép Hamas đặt trụ sở ở Doha, trả lương cho tổ chức này mỗi tháng 30 triệu đô la Mỹ từ năm 2018. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Qatar đã lập tức bác bỏ cáo buộc về hỗ trợ tài chính cho Hamas. Cơ quan này lưu ý rằng viện trợ từ Qatar đến giải Gaza trong những năm qua được thực hiện qua hai hình thức và đều được Israel giám sát. Đại sứ quán Qatar tại Washington đã đăng thông điệp trên mạng xã hội X, trước kia là Twitter rằng Qatar không trả lương cho Hamas. Qatar chỉ đóng góp viện trợ nhân đạo cho giải Gaza kể từ năm 2018, phối hợp toàn diện với chính phủ Israel. Theo Đại sứ quán Qatar tại Washington, số tiền viện trợ được cơ quan quản lý ở giải Gaza giải ngân để mua nhiên liệu từ Israel và cung cấp cho nhà máy phát điện trong giải Gaza. Nhà máy này được giám sát bởi Văn phòng Dự án Dịch vụ của Liên Hợp Quốc, UNOPS, còn mọi giao dịch ở biên giới đều được Israel giám sát cũng liên quan đến vấn đề viện trợ cho Gaza, phương Tây hiện đang tìm cách tăng cường áp lực lên Israel để buộc nước này phải mở cửa khẩu cho hàng viện trợ nhân đạo đến với người Palestine ở Gaza. Reuters đưa tin, ngày 9 tháng 4, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejunier cho biết phải có nhiều đòn bẩy và có ảnh hưởng, cũng như tăng cường trừng phạt để hàng viện trợ nhân đạo được đưa qua các điểm kiểm soát. Theo ông, Pháp là một trong những nước đầu tiên đề xuất các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu-EU đối với những người định cư Israel, đang thực hiện hành vi bạo lực ở bờ tây, khẳng định rằng Paris sẽ tiếp tục hành động nếu cần thiết để có được viện trợ nhân đạo. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết Israel đã ngăn chặn nỗ lực của Ankara thả viện trợ cho người dân Palestine. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố không có lý do gì để Israel ngăn chặn nỗ lực của chúng tôi trong việc vận chuyển viện trợ đến những người dân Gaza đang chết đói. Bộ thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã ra thông báo cho hay Ankara sẽ áp đặt những hạn chế xuất khẩu đối với 54 loại sản phẩm khác nhau sang Israel cho đến khi các bên tuyên bố một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Bộ trên cho biết những biện pháp hạn chế có hiệu lực ngay lập tức sẽ bao gồm các sản phẩm sắt thép, thiết bị và sản phẩm xây dựng, máy móc, vân vân. Theo số liệu do Bộ Y tế Gaza công bố ngày 8 tháng 4 cho biết, khoảng 33.207 người Palestine đã thiệt mạng trong 6 tháng xung đột, đa số trong gần 2,3 triệu dân khu vực này hiện trở thành người vô gia cư và nhiều người phải đối mặt với nạn đói.